Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 điều thành Như Lai lực. Vì siêu hóa tất cả những ma phiền não nghiệp nên thành Như Lai lực. Vì đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh, vì du hí tất cả Bồ Tát tam muội môn nên thành Như Lai lực. Vì đầy đủ tất cả Bồ Tát quảng đại thiền định nên thành Như Lai lực. Vì viên mãn tất cả pháp trợ đạo bạch tịnh nên thành Như Lai lực. Vì được tất cả pháp trí huệ quang minh khéo tư duy phân biệt nên thành Như Lai lực. Vì thân cùng cấp tất cả thế giới nên thành Như Lai lực. Vì ngôn âm phát ra điều đồng với tâm của tất cả chúng sanh nên thành Như Lai lực. Vì có thể dùng thần lực gia trì tất cả nên thành Như Lai lực. Vì ba nghiệp thân ngữ ý đồng với tất cả tam thế chư Phật trong một niệm biết rõ những pháp trong tam thế nên thành Như Lai lực. Vì được thiện giác trí tam muội đủ Như Lai thập lực, những là thị xứ, phi xứ, trí lực, nhận đến, lậu tận trí lực nên thành Như Lai lực. Nếu chư Bồ Tát đủ 10 Như Lai lực này, thời gọi là Như Lai chánh đẳng giác. Chư Phật tử, Đức Như Lai chánh đẳng giác chuyển đại pháp luân có 10 sự. 1 là thanh tịnh đầy đủ 4 trí vô úy. 2 là xuất sanh 4 biện tài tùy thuận âm thanh. 3 là khéo có thể khai xiển tướng của 4 chân đế. 4 là tùy thuận chư Phật vô ngại giải thoát. 5 là có thể làm cho chúng sanh phát tâm tinh thanh tịnh. 6 là những lời nói ra đều không luống công, đều có thể nhổ trừ tên độc đau khổ cho tất cả chúng sanh. 7 là đại bi nguyện lực gia trì. 8 là khi phát âm thanh đều khắp cùng tất cả thế giới mười phương. 9 là trong vô số kiếp chẳng ngớt thuyết pháp. 10 là tùy thuyết pháp nào cũng đều có thể phát khởi những pháp căn lực giác đạo thiền định giải thoát tam muội. Chư Phật Như Lai lúc chuyển đại pháp luân có vô lượng sự như vậy. Chư Phật tử, Đức Như Lai chánh đẳng giác lúc chuyển đại pháp luân do 10 sự nên ở trong tâm chúng sanh gieo pháp bạch tịnh không hề luống công. Vì quá khứ nguyện lực, vì đại bi nhiếp trì, vì chẳng bỏ chúng sanh, vì trí huệ tự tại tùy sở thích của họ mà thuyết pháp cho họ. Vì tất đúng thời tiết chưa từng lỗi thời, vì tùy theo sở thích sở nghi không vọng thuyết, vì trí biết tam thế khéo biết rõ tất cả, vì thân Phật tối thắng không ai sánh kịp, vì ngôn từ tự tại không ai có thể lường được, vì trí huệ tự tại tùy chỗ phát ngôn thảy đều được khai ngộ. Chư Phật tử, Đức Như Lai đẳng chánh giác đã thực hành Phật sự xong, vì quán sát 10 nghĩa nên thị hiện nhập niết bàn. Vì chỉ bày tất cả hành pháp thiệt là vô thường, vì chỉ bày tất cả pháp hữu vi chẳng phải là pháp an ổn. Vì chỉ bày đại niết bàn là chỗ an ổn không tất cả sự bố quý. Vì hàng thiên nhân tham đắm sắc thân nên vì họ mà thị hiện sắc thân là pháp vô thường, khiến họ phát nguyện trụ pháp thân thanh tịnh. Vì chỉ bày sắc vô thường chẳng thể chuyển được, vì chỉ bày tất cả pháp hữu vi chẳng tự tại chẳng trụ theo tâm, vì chỉ bày tất cả ba cõi đều như quyển quá chẳng bền chắc, vì chỉ bày tánh niết bàn rốt ráo bền chắc chẳng thể hư hoại, vì chỉ bày tất cả pháp vô sanh vô khởi mà có tướng tụ hợp và tán hoại. Chư Phật tử, Như Lai Thế Tôn thực hành Phật sự rồi, bốn nguyện đã mãn, chuyển pháp luân đã xong, người đáng được quá độ đều đã quá độ xong. Có chư Bồ Tát đáng thọ tôn hiệu sự thọ ký đã thành. Theo pháp phải như vậy nhập nơi bất biến đại niết bàn. Đây là Đức Như Lai đặng chánh giác, vì quán sát 10 nghĩa nên thị hiện nhập niết bàn. Chư Phật tử, pháp môn này gọi là hành quảng đại thanh tịnh của Bồ Tát. Vô lượng chư Phật đồng tuyên thuyết như vậy, có thể làm cho người trí tỏ thấu vô lượng nghĩa đều rất quan hỷ, làm cho tất cả Bồ Tát đại nguyện đại hành đều được tiếp nối. Chư Phật tử, nếu có chúng sanh được nghe pháp này, nghe xong tin hiểu, hiểu rồi tu hành, người này quyết định mau được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao vậy? Vì người này đúng như lời mà tu hành. Chư Phật tử, nếu Bồ Tát chẳng thực hành đúng như lời, phải biết người này lìa hẳn Phật Bồ Đề. Do cớ đây nên Bồ Tát phải thực hành đúng như lời. Chư Phật tử, chỗ sở hành công đức nghĩa qua quyết định của tất cả Bồ Tát đây, vào khắp tất cả pháp, sanh khắp tất cả trí, siêu thế gian, lìa nhị thừa, chẳng đồng chung với tất cả chúng sanh,
đều có thể soi rõ tất cả pháp môn, thêm lớn thiện căn xuất thế của chúng sanh, là pháp môn phẩm lìa thế gian, phải tôn trọng, phải tinh thọ, phải tụng trì, phải tư duy, phải mong mến, phải tu hành. Nếu được như vậy, nên biết người này mau được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc Phổ Hiền Bồ Tát nói phẩm này, vì Phật thần lực và vì pháp tất nhiên của pháp môn này, nên vô lượng vô biên vô số thế giới đều đại chấn động, đại quang chiếu khắp mười phương. Bấy giờ thập phương chư Phật đều hiện ra trước Phổ Hiền Bồ Tát mà đồng thanh khen rằng: lành thay, lành thay, Phật tử bèn có thể diễn thuyết pháp môn phẩm suốt thế gian vào khắp tất cả Phật pháp, nghĩa qua quyết định hành xứ công đức của tất cả đại Bồ Tát này. Phật tử đã khéo học pháp này, khéo nói pháp này, Phật tử dùng quay lực hộ trì pháp này, chư Phật chúng ta thảy đều tùy hỷ. Như chư Phật chúng ta tùy hỷ cho Phật tử, tất cả chư Phật cũng đều tùy hỷ như vậy. Phật tử, chư Phật chúng ta đều cùng đồng tâm hộ trì kinh này, làm cho hiện tại vị lai các chúng Bồ Tát, những người chưa từng nghe đều sẽ được nghe. Bây giờ Phổ Hiền Đại Bồ Tát thừa thần lực của Phật quán sát tất cả đại chúng mười phương khắp đến pháp giới, rồi nói kệ rằng: trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh, từ vô lượng Phật chánh pháp sanh, khiến vô lượng chúng trụ bồ đề, hành vô đẳng kia nghe tôi nói, cúng vô lượng Phật mà xả chấp, rộng độ quần sanh chẳng nghĩ tưởng, cầu Phật công đức tâm vô y, hạnh thắng diệu kia nay tôi nói, lìa ma ba cõi nghiệp phiền não, đủ thánh công đức hành tối thắng, diệt những mê lầm lòng tịch tịnh, nay tôi nói đạo của kia làm, lìa hẳn thế gian những quyển dối, những thứ biến hóa dạy chúng sanh, tâm sanh trụ diệt hiện các sự, nói năng sở kia cho chúng mừng, thấy các chúng sanh sanh già chết, phiền não lo khổ luôn bức ngặt, muốn họ giải thoát dạy phát tâm, hành công đức kia phải thính thọ, thí giới nhẫn tấn thiền trí huệ, phương tiện từ bi hỷ xả thảy, trăm ngàn muôn kiếp thường tu hành, các ngài nên nghe công đức đó, ngàn muôn ức kiếp cầu bồ đề, bao nhiêu thân mạng đều không tiếc, nguyện lợi quần sanh chẳng vì mình, hành từ mẫn kia nay tôi nói, vô lượng ức kiếp nói công đức như biển một giọt còn chưa ít, công đức vô tỷ chẳng thể dụ. Do Phật quay thần nay lượt nói, tâm kia chẳng cao hạ, cầu đạo không nhàm mỏi, khiến khắp các chúng sanh ở lành thêm pháp sạch, trí huệ lợi ích khắp, như cây như sông suối, cũng như nơi đại địa chỗ sở y tất cả Bồ Tát như liên hoa, gốc lành cộng an ổn, trí huệ là hương nhụy, giới phẩm là sạch thơm, Phật phóng pháp quang minh, cho hoa được xòe nở, chẳng dính nước hữu di, ai thấy cũng hoan hỷ. Bồ Tát cây diệu pháp sanh trên đất trực tâm, giống tinh gốc từ bi, trí huệ dùng làm thân, phương tiện làm cành nhánh, ngũ độ làm tàn rậm, lá định bông thần thông, nhất thiết trí làm trái, cây to tối thượng lực, che mát trùm tam giới, Bồ Tát sư tử dương, pháp bạch tình làm thân, tỷ đế dùng làm chân, chánh niệm dùng làm cổ, mắt từ đầu trí huệ, đảnh vấn lụa giải thoát, trong hang thắng nghĩa không, rống pháp bố chúng ma, Bồ Tát là thượng chủ, thấy khắp các quần sanh ở đồng quan sanh tử, xứ hiểm ác phiền não, bị ma giặc bắt cầm, mê mù mất chánh đạo, chỉ cho đường chánh trực, khiến vào vô quý thành, Bồ Tát thấy chúng sanh bệnh phiền não ba độc, chịu các thứ khổ não, lâu dài bị đốt nấu, vì họ phát đại bi, trọng nói môn đối trị, có 84.000, diệt trừ những khổ hoạn, Bồ Tát làm pháp dương, chánh đạo dạy chúng sanh, bảo xa ác tu thiện, chuyên cầu Phật công đức ở chỗ chư Như Lai, quán đảnh thọ Phật ký, rộng ban những thánh tạng, Bồ đề phần trân bửu, Bồ Tát chuyển pháp luân, như chư Phật đã chuyển giới trục định gồng xe, trí trang nghiêm gươm huệ, đã phá giặc phiền não, cũng dẹp những ma quán, tất cả những ngoại đạo vừa thấy liền tan trả, Bồ Tát biện trí huệ sâu rộng không ngặn mé,
vị chánh pháp đầy tràn, báo giác phần sung mãn, đại tâm không bờ mé, nhất thiết trí, nước triệu. Chúng sanh chẳng thể lượng, nói đó không hết được. Bồ Tát núi Tu Di vượt hơn cả thế gian, đảnh thần thông tam muội, đại tâm an bất động. Nếu có ai gần gũi, đồng một màu trí huệ, hơn hẳn các cảnh giới, tất cả đều xem thấy. Bồ Tát như kim cang, chí cầu nhất thiết trí, tính tâm cùng khổ hạnh, kiên cố chẳng động được. Tâm ngài không e sợ, lợi ích mọi quần sanh, chúng ma và phiền não, tất cả đều trừ diệt. Bồ Tát đại từ bi, dí như mây dày kín, tam minh phát điển quang, thần túc chấn lôi âm, khắp dùng tứ biện tài, mưa nước bát công đức, ước nhuần tất cả chỗ, khiến hết nóng phiền não. Bồ Tát thành chánh pháp, Bát Nhã dùng làm vách, tam quý làm hào sâu, trí huệ làm khí giới, mở rộng cửa giải thoát, chánh niệm hằng phòng thủ, tứ đế đường bằng phẳng, lục thông nhóm quân đồ. Lại dựng tràng đại pháp bao quanh khắp dưới thành, những ma quân ba cõi tất cả không vào được. Bồ Tát Kim Điểu Vương như ý làm chân cứng, phương tiện cánh mạnh khỏe, từ bi cặp mắt sáng, đậu cây nhất thiết trí, xem biển cả tam giới, chụp bát rồng nhân thiên, để trên bờ tịch diệt. Bồ Tát chánh pháp dực xuất hiện ở thế gian, giới phẩm dần nhật tròn, thần túc xoay đi mau, chiếu sáng trí huệ quang, lớn cây thuốc căn lực, diệt trừ tối phiền não, tiêu cạn biển ái dục. Bồ Tát trí quan nguyện, pháp giới làm dần trăng, đi nơi tất cảnh không, thế gian đều xem thấy. Trong tam giới thức tâm, tùy thời có tăng giảm, trong tinh tú nhị thừa, tất cả không sánh kịp. Bồ Tát đại pháp dương, công đức trang nghiêm thân, tướng hảo đều đầy đủ, người trời đều chiêm ngưỡng, phương tiện mắt thanh tịnh, trí huệ chày kim cang, nơi pháp được tự tại, đem đạo dạy quần sanh. Bồ Tát đại phạm dương, tự tại siêu ba cõi, nghiệp quật thảy đều dứt, từ xả đều đủ cả, xứ xứ thì hiện thân, khai ngộ dùng pháp âm, ở trong ba cõi kia nhổ những gốc tà kiến. Bồ Tát tự tại thiên, siêu hóa cõi sanh tử, cảnh giới thường thanh tịnh, trí huệ không thối chuyển, tuyệt những đạo hạ thừa, thọ những pháp quán đảnh, đủ công đức trí huệ, tiếng tâm ai cũng nghe. Bồ Tát trí huệ tâm, thanh tịnh như hư không, không tánh không sở y, tất cả bất khả đắc, có sức đại tự tại, hay nên diệt thế gian, tự đủ hạnh thanh tịnh, khiến chúng sanh cũng vậy. Bồ Tát đất phương tiện, lợi ích các quần sanh. Bồ Tát nước từ bi, rửa sạch những phiền não. Bồ Tát lửa trí huệ, đốt những củi hoặc tập. Bồ Tát gió không dừng, du hành ba cõi trống. Bồ Tát những trân bửu, hay giúp nạn nghèo cùng. Bồ Tát như kim cang, hay dẹp điên đảo kiến. Bồ Tát như anh lạc, trang nghiêm thân ba cõi. Bồ Tát như mani, tăng trưởng tất cả hạnh. Bồ Tát đức như hoa, thường phát bồ đề phần. Bồ Tát nguyện như tràng, hằng trùm đầu chúng sanh. Bồ Tát tịnh giới hương, bền giữ không quỷ phạm. Bồ Tát trí hương thoa, quân khắp cả ba cõi. Bồ Tát lực như trướng, hay ngăn bụi phiền não. Bồ Tát trí như tràng, hay dẹp giặc ngã mạng. Diệu hạnh làm gấm thêu, trang nghiêm nơi trí huệ. Tam quý làm y phục, trùm khắp các quần sanh. Bồ Tát xe vô ngại, ngồi đó ra ba cõi. Bồ Tát tượng đại lực, tâm tánh khéo điều phục. Bồ Tát ngựa thần túc, bay chạy giữa các cõi. Bồ Tát rồng thuyết pháp, mưa khắp tâm chúng sanh. Bồ Tát quá ưu đạm, thế gian khó gặp gỡ. Bồ Tát tướng khỏe mạnh, chúng ma đều hàng phục. Bồ Tát chuyển pháp luân, như chư Phật đã chuyển. Bồ Tát đèn phá tối, chúng sanh thấy chánh đạo. Bồ Tát song công đức, hằng thuận dòng chánh đạo. Bồ Tát cầu tinh tấn, rộng độ các quần sanh. Đại trí cùng hoàng thệ, đồng làm thuyền bền chắc, tiếp dẫn các chúng sanh, đặt ở bờ bồ đề. Bồ Tát dường du hí, chân thiệt vui chúng sanh. Bồ Tát giải thoát qua, trang nghiêm cung điện trí. Bồ Tát như diệu dược, diệt trừ bệnh phiền não. Bồ Tát như núi tuyết, xuất sanh thuốc trí huệ. Bồ Tát đồng với Phật, giác ngộ các quần sanh. Tâm Phật đâu có khác, chánh giác giác thế gian. Như chỗ đến của Phật, Bồ Tát đến như vậy,
cũng như nhất thiết trí, dùng trí nhập phổ môn. Bồ Tát khéo khai đạo tất cả các quần sanh. Bồ Tát tự nhiên giác cảnh giới nhất thiết trí. Bồ Tát vô lượng lực, thế gian chẳng hoại được. Bồ Tát trí vô quý, biết chúng sanh và pháp tất cả các thế gian. Sắc tướng đều sai khác, âm thanh và danh từ đều hay phân biệt biết. Dầu rời nơi danh sắc mà hiện các thứ tướng, tất cả các chúng sanh chẳng lường được đạo đó. Những công đức như vậy Bồ Tát đều thành tựu, biết tánh đều vô tánh, hữu vô không chấp trước. Nhất thiết trí như vậy vô tận, vô sở y. Nay tôi sẽ diễn thuyết khiến chúng sanh hoan hỷ. Dầu biết các pháp tướng như quyển đều không tịch, mà dùng tâm bi nguyện và Phật quay thần lực hiện thần thông biến hóa vô biên vô lượng sự. Những công đức như vậy các ngài phải nghe thọ, một thân hay thị hiện vô lượng thân sai biệt, không tâm không cảnh giới cấp ứng tất cả chúng. Trong một âm diễn đủ tất cả các ngôn âm, ngôn ngữ của chúng sanh tùy loại đều nói được, lìa hẳn thân phiền não mà hiện thân tự tại, biết pháp bất khả thuyết mà diễn thuyết các pháp. Tâm ngài thường tịch diệt thanh tịnh như hư không, trang nghiêm khắp các cõi, thị hiện tất cả chúng. Nơi thân không chấp trước mà hay thị hiện thân, trong tất cả thế gian tùy nghi mà thọ sanh, dầu sanh tất cả xứ cũng chẳng trụ thọ sanh. Biết thân như hư không nhiều loại tùy tâm hiện, Bồ Tát thân vô biên hiện khắp tất cả xứ, thường cung kính cúng dường tối thắng lượng túc tôn, hương hoa những kỹ nhạc tràng phan và bảo cái, hằng dùng tâm thâm tịnh cúng dường lên chư Phật, chẳng rời một Phật hội. Ở khắp chỗ chư Phật, tại trong đại chúng kia, vấn nạn nghe thọ pháp, nghe pháp nhập tam muội, mỗi mỗi vô lượng môn, khởi định cũng như vậy, thị hiện không cùng tận, trí huệ xảo phương tiện, rõ thế đều như quyển, mà hay hiện thế gian, vô biên những pháp quyển, thị hiện nhiều loại sắc, cũng hiện tâm và lời, vào trong lưới các tưởng, mà hằng không chấp trước, hoặc hiện sơ phát tâm, lợi ích nơi thế gian, hoặc hiện lâu tu hành, rộng lớn vô biên tế, khí, giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định và trí huệ, tứ phạm, tứ nhiếp thảy, tất cả pháp tối thắng, hoặc hiện hành thành mãn, đắc nhẫn vô phân biệt, hoặc hiện còn một đời, chư Phật quán đảnh cho, hoặc hiện tướng thanh văn, hoặc lại hiện duyên giác, xứ xứ nhập niết bàn, chẳng bỏ hạnh bồ đề, hoặc hiện làm đế thích, hoặc hiện làm phạm dương, hoặc thiên nữ dây quanh, hoặc lại ngồi yên lặng, hoặc hiện làm tỳ kheo, tịch tịnh đều tâm mình, hoặc hiện tự tại dương, thống lý pháp thế gian, hoặc hiện gái xảo thuật, hoặc hiện tu hạnh lành, hoặc hiện thọ ngũ dục, hoặc hiện nhập thiền định, hoặc hiện sơ thỉ sanh, hoặc trẻ hoặc già chết. Nếu ai muốn nghĩ bàn, tâm nghi phát cuồng loạn, hoặc hiện ở thiên cung, hoặc hiện mới giáng thần, hoặc nhập hoặc trụ thai, thành Phật chuyển pháp luân, hoặc sanh hoặc niết bàn, hoặc hiện nhập học đường, hoặc tại trong thể nữ, hoặc ly tục tu thiện, hoặc ngồi cái bồ đề, tự nhiên thành chánh giác, hoặc hiện chuyển pháp luân, hoặc hiện nơi cầu đạo, hoặc hiện làm thân Phật, ngồi yên vô lượng cõi, hoặc tu đạo bất thối, tích tập hành bồ đề, thâm nhập vô số kiếp, thảy đều đến bỉ ngạn. Vô lượng kiếp một niệm, một niệm vô lượng kiếp, tất cả kiếp phi kiếp, vì thế thị hiện kiếp, không lai, không tích tập, thành tựu những kiếp sự. Ở trong một di trần, thấy khắp tất cả Phật, thập phương tất cả xứ, không xứ nào chẳng có, quốc độ pháp chúng sanh, thứ đệ thảy đều thấy, trải vô lượng kiếp số, rốt ráo bất khả tận. Bồ Tát biết chúng sanh rộng lớn không có biên, một thân chúng sanh kia vô lượng nhân duyên sanh, như biết một vô lượng, tất cả đều cũng vậy. Theo mình đã thông đạt, dạy những người chưa học, đều biết căn chúng sanh thường trung hạ chẳng đồng, cũng biết căn chuyển dời, nên độ chẳng nên độ, một căn tất cả căn, triển chuyển sức nhân duyên, chi tế đều sai khác, thứ đệ không làm loạn, lại biết dục giải kia, tất cả tập phiền não, cũng biết khứ lai kim, bao nhiêu những tâm hạnh, thấu rõ tất cả hạnh, không lai cũng không khứ, đã biết hạnh kia rồi, vì đối pháp vô thường, hạnh tạp nhiễm thanh tịnh, tất cả đều biết rõ.
một niệm được bồ đề, thành tựu nhất thiết trí, trụ Phật bất tư nghị, rốt ráo tâm trí huệ, một niệm đều biết được tất cả hạnh chúng sanh. Bồ Tát trí thần thông, công lực đã tự tại, có thể trong một niệm qua đến vô biên cõi, qua mau chóng như vậy, tột đến vô số kiếp, không xứ nào chẳng khắp, chẳng động phần đầu lông. Ví như nhà quyển thuật quá hiện những hình sắc, tìm trong hình quyển đó không sắc không phi sắc, Bồ Tát cũng như vậy, dùng phương tiện trí quyển, mọi thứ đều thị hiện đầy khắp nơi thế gian. Ví như tịnh nhật nguyệt, gương sáng tại hư không, bóng hiện ở trong nước, chẳng bị nước làm tạp. Bồ Tát tịnh pháp luân phải biết cũng như vậy, hiện trong tâm thế gian, chẳng bị thế gian tạp. Như người ngủ nằm mộng, tạo tác nhiều công việc, dầu trải ức ngàn năm, nhưng một đêm chưa hết. Bồ Tát trụ pháp tánh, thị hiện tất cả sự, vô lượng kiếp khả tận, một niệm trí vô tận. Ví như trong sân cốc và cùng trong cung điện, theo tiếng đều hưởng ứng, mà thiệt vô phân biệt. Bồ Tát trụ pháp tánh, lại dùng trí tự tại, rộng phát âm tùy loại, cũng vẫn vô phân biệt, như có thấy dương diệm, tưởng đó cho là nước. Chạy theo chẳng được uống, lần lựa càng thêm khát. Tâm chúng sanh phiền não, nên biết cũng như vậy, Bồ Tát khởi từ mẫn, cứu cho họ xuất ly. Quán sắc như bọt nước, thọ như bóng trên nước, tưởng như ánh nắng gắt, những hành như cây chuối, tâm thức dường như quyển, thì hiện đủ mọi sự. Biết năm quẩn như vậy, trí giả không chấp trước, các xứ đều không tịch, như cơ quan chuyển động, các giới tánh lìa hẳn, vọng hiện ở thế gian. Bồ Tát trụ chân thiệt, tịch diệt đệ nhất nghĩa, động tuyên sướng các pháp mà tâm không sở y, không lai cũng không khứ, cũng lại không có trụ. Phiền não nghiệp khổ nhân, ba thứ hằng lưu chuyển, duyên khởi chẳng có không, chẳng thiệt cũng chẳng hư. Như vậy vào trung đạo, thuyết pháp không chấp trước, hay ở trong một niệm, khắp hiện tâm tam thế, dục sắc sắc giới, tất cả mọi sự vật tùy thuận ba luật nghi, diễn thuyết ba giải thoát, kiến lập đạo tam thừa, thành tựu nhất thiết trí, thấu rõ xứ phi xứ, các nghiệp và các căn, giới giải cũng thiền định, tất cả đạo chí xứ, túc mạng niệm thiên nhãn, diệt trừ tất cả hoặc, biết thập lực của Phật mà chưa thành tựu được, thấu rõ các pháp không mà thường cầu diệu pháp, chẳng cùng phiền não hiệp mà cũng chẳng lậu tận, rộng biết đạo xuất đi mà dùng độ chúng sanh, nơi đây được vô quý, chẳng bỏ tu các hành, không lầm không trái đạo, cũng chẳng mất chánh niệm, tinh tấn chục tam muội, quán huệ không tổn giảm, tam tụ đều thanh tịnh, tam thế đều không sáng. Đại từ mẫn chúng sanh tất cả không chướng ngại, do nhập pháp môn này được thành hành như vậy. Nghĩa công đức trang nghiêm, tôi giải nói phần ít, tột ở vô số kiếp, nói kia hạnh vô tận, nay tôi nói ít phần. Như hạt bụi trên đất nương ở Phật trí trụ, phát tưởng là kỳ đặc, tu hành hành tối thắng, đầy đủ đại từ bi, tinh cần từ an ổn, giáo hóa các hàm thức, an trụ trong tịnh giới, đủ những hạnh thọ ký, hay nhập Phật công đức, hành chúng sanh và cõi, kiếp thế đều cũng biết, không có tưởng mỏi nhàm, sai biệt trí tổng trị, thông đạt nghĩa chơ thiệt, tư duy nói vô tỷ, tịch tịnh đẳng chánh giác, phát tâm của phổ hiền, tu hạnh nguyện phổ hiền, sức từ bi nhân duyên, đến đạo ý thanh tịnh, tu hành ba la mật, rốt ráo trí tùy giác, sức chứng tri tự tại, thành bồ đề vô thượng, thành tựu trí bình đẳng, diễn thuyết pháp tối thắng, hai trì đủ diệu biện, đến được bực pháp dương, xa lìa nơi chấp trước, diễn thuyết tâm bình đẳng, xuất sanh ra trí huệ, biến hóa được bồ đề, trụ trì tất cả kiếp, trí giả rất hoan hỷ, thâm nhập và y chỉ, không sợ không nghi hoặc, rõ thấu bất tư nghị, sở mật khéo phân biệt, khéo vào các tam muội, thấy khắp cảnh giới trí, rốt ráo những giải thoát, du hí thần thông minh, điều lìa hẳn triền phược, viên lâm tha hồ dạo, bạch pháp làm cung điện, chư hạnh đáng ưa thích, hiện vô lượng trang nghiêm, tại thế tâm vô động, thâm tâm khéo quán sát, diệu biện hay khai diễn, thanh tịnh bồ đề ấn, trí quang chiếu tất cả, sở trụ không gì sánh, tâm đó chẳng hạ liệt,
lập chí như núi to. Gieo đức dường biển thẳm, như bửu an trụ pháp, mặc giáp tâm thệ nguyện, phát khởi những đại sự, rốt ráo không thể hoại, được thọ ký bồ đề, an trụ tâm quảng đại, bí tạng vô cùng tận, giác ngộ tất cả pháp, thế ký đều tự tại, diệu dụng không chướng ngại, chúng sanh tất cả cõi và cùng các loại pháp, thân nguyện cùng cảnh giới, trí huệ thần thông thảy, thị hiện ở thế gian, vô lượng trăm ngàn ức, du hí và cảnh giới, tự tại không chướng ngại, lực vô quý bất cộng, tất cả nghiệp trang nghiêm, những thân và thân nghiệp, ngữ và tu ngữ nghiệp, vì để được hữu hộ, thành xong mười sự việc, Bồ Tát tâm sơ phát và cùng tâm châu biến, các căn không tán động, chứng được căn tối thắng, thâm tâm, tăng thắng tâm, xa lìa tâm phỉnh dối, quyết định hiểu các pháp, vào khắp ở thế gian, bỏ phiền não tập kia, lấy đạo tối thắng này, khéo tu cho viên mãn, đến thành nhất thiết trí, tiến tu nhập chánh vị, quyết định chứng tịch diệt, xuất sanh Phật Pháp Đạo, thành tựu hiệu công đức, đạo và vô lượng đạo, dẫn đến đạo trang nghiêm, thứ đệ khéo an trụ, thảy đều không chấp trước, tay, chân và phúc tạng, kim can dùng làm tâm, mặc áo giáp từ bi, đầy đủ những khí giới, đầu, trí, mắt, minh đạt, hành bồ đề làm tai, giới thanh tịnh làm mũi, diệt ám không chướng ngại, biện tài dùng làm lưỡi, thân đến khắp mọi nơi, trí tối thắng làm tâm, đi đứng tu công hạnh, đạo tràng, tòa sư tử, tịnh, nằm, chân không, ở, chỗ đi và quán sát, dùng dãy và gầm rống, rời tham hằng bố thí, bỏ mạng, dình tình giới, chẳng sân, thường nhẫn nhục, chẳng lười, hằng tinh tấn, thiền định được tự tại, trí huệ không sở hành, từ tế, bi, không mỏi, hỷ pháp xả phiền não, ở trong các cảnh giới, biết nghĩa cũng biết pháp, phước đức đều thành mãn, trí huệ như gươm bén, chiếu khắp thích đa văn, minh liễu xu hướng pháp, biết ma và ma đạo, thệ nguyện đều bỏ lìa, thấy Phật cùng Phật nghiệp, phát tâm đều nhiếp lấy, rời mạng tu trí huệ, chẳng bị ma nhiếp trị, mà được Phật nhiếp trị, cũng được pháp nhiếp trị, hiện ở cung Đâu Xuất và hiện ẩn thiên cung, thì hiện ở thai mẹ, cũng hiện di tế thú, hiện sanh và di tiếu, cũng hiện đi bảy bước, hiện tu những kỹ thuật, cũng hiện ở thâm cung, xuất gia tu khổ hạnh, qua đến nơi đạo tràng, đoan tọa phóng quang minh, giác ngộ các quần sanh, hàng ma thành chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, thị hiện đều đã tròn, hiện nhập đại niết bàn. Những hạnh Bồ Tát kia, vô lượng kiếp tu tập, quảng đại không ngàn mé. Nay tôi nói phần ít, dầu khiến vô lượng chúng an trụ Phật công đức, chúng sanh và trong pháp rốt ráo không chấp lấy, đầy đủ hạnh như vậy, du hí những thần thông, đầu lông để những cõi, trải qua ức ngàn kiếp, tay cầm vô lượng cõi, qua khắp thân không mỏi, đem về để bổn xứ, chúng sanh chẳng hay biết, Bồ Tát dùng tất cả trang nghiêm nhiều quốc độ để ở một lỗ lông, chân thiệt đều cho thấy, lại dùng một lỗ lông nạp khắp tất cả biển, biển lớn không tăng giảm, chúng sanh chẳng nhiễu hại, vô lượng núi thiết di, tay bóp nát thành bụi, một bụi rơi một cõi, hết số di trần này, đem những cõi trần đây lại nghiền nát thành bụi, bụi này biết được số, khó lường trí Bồ Tát. Ở trong một lỗ lông phóng vô lượng quang minh, sáng nhật nguyệt tinh tú, sáng mani sáng lửa, dẫn đến sáng chư thiên, tất cả đều bị khuất, diệt những khổ ác đạo, vì nói pháp vô thường, tất cả các thế gian nhiều thứ tiếng sai biệt, Bồ Tát một âm thanh hay diễn nói tất cả, quyết định phân biệt nói tất cả những Phật pháp, khiến khắp các quần sanh nghe đó rất hoan hỷ, quá khứ tất cả kiếp an trí, nay vị lai, vị lai hiện tại kiếp, xoay để kiếp quá khứ thị hiện vô lượng cõi, cháy tan và thành trụ, tất cả các thế gian đều tại một lỗ lông, khứ lai cùng hiện tại, tất cả Phật mười phương đều ở tại trong thân, phân minh mà hiển hiện, biết sâu khả biến hóa, khéo ứng tâm chúng sanh, thị hiện các loại thân mà đều vô sở trước, hoặc hiện ở sáu loại, tất cả thân chúng sanh, thân thích phạm hộ thế, thân chư thiên, thân người, thân thanh văn, duyên giác, thân chư Phật Như Lai, hoặc hiện thân Bồ Tát, tu hành nhất thiết trí, khéo nhập hạ trung thượng, lý tưởng của chúng sanh, thị hiện thành Bồ Đề, nhận đến những cõi Phật, biết rõ những lý tưởng,
nơi tưởng được tự tại, hiện tu hạnh Bồ Tát, tất cả sự phương tiện thị hiện như vậy thảy, những thần biến quảng đại, những cảnh giới như vậy, thế gian chẳng biết được. Dầu hiện mà không hiện, rốt ráo càng tăng thượng, tùy thuận tâm chúng sanh, khiến được đạo chân thiệt. Thân, ngữ và cùng tâm bình đẳng như hư không. Tịnh giới làm hương thoa, các hạnh làm y phục, gấm pháp trùm búi tóc, mani nhất thiết trí, công đức đều cùng khắp, quán đảnh lên dương vị, ba la mật làm xe, thần thông dùng làm tượng, thần túc dùng làm ngựa, trí huệ làm minh châu, diệu hạnh làm thể nữ, tứ nhiếp chủ tạng thần, phương tiện làm chủ binh, Bồ Tát chuyển luân dương, tam muội làm thành quách, không tịch làm cung điện, giáp từ gươm trí huệ, cung niệm tên minh lợi, văn cao lộng thần lực là dựng tràng trí huệ, nhẫn lực chẳng lay động, thẳng phá quân ma dương, tổng trì làm đất bằng, nhẫn hành làm nước sông, tịnh trí làm suối chảy, diệu huệ làm rừng cây, chân không ao đứng sạch, giác phần làm hoa sen, thần lực tự trang nghiêm, tam muội thường đùa vui, tư duy làm thế nữ, cam lộ làm mỹ thực, giải thoát vị nước uống, du hí nơi tam thừa. Những hạnh Bồ Tát này di diệu thêm tăng thượng, vô lượng kiếp tu hành, tâm ngài không nhàm đủ, cúng dường tất cả Phật, nghiêm tịnh tất cả cõi, khiến khắp tất cả chúng an trụ nhất thiết trí, tất cả cõi vi trần đều biết được số đó, tất cả hư không giới hộp cát đo lường được, tất cả tâm chúng sanh niệm niệm đếm biết được, Phật tử các công đức nói đó cũng hết được. Muốn đủ công đức này và những pháp thượng diệu, muốn cho những chúng sanh lìa khổ thường an lạc, muốn cho thân ngữ ý đều đồng như chư Phật, phải phát kim cang nguyện học hành công đức này.